xin chào, chào tất, tất cả Các em ơi hôm nay chúng ta sẽ chơi game hút ghi hút ghi nha bây giờ ta sẽ vào game để hợp nhất những chú hút ghi của chúng ta nha đây ừ. game à ui Ôi. bên bạn đã có hai con hút ghi như kiểu nhiều người nhận đấy nhở nhiều sóc tua kìa Ở hút gu tận 6 đồ 6 sóc tua ờ. bên mình chỉ có một con thôi và một con hút ghi cầm cái vương miệng con hút ghi này là hút ghi À, phù thủy nha Phù thủy hả À trên nấu thử nào cho Cố lên Ê, à, Cố lên Húc ghi cố người lên. nhận Cố lên Húc ghi phù thủy Cố lên Chào Không Ui. được rồi Bên bạn mạnh rồi. lắm Húc ghi người nhận khỏe nhở Ôi tôi ra rồi, rồi. Húc ghi người Tại nhận sao con khỏe quá mà cầm cái vương ừ. miệng của mình yếu thế nhở còn đấy chỉ bắn thôi. Thế hả? Bây giờ thì mình sẽ mua thêm, để, mua, mua thêm. Mua thêm. Đây là cáp. à. huggy captain. Đây là cáp. Ah, Trời ơi. Chà, ui. Huggy captain mới ra một huggy người nhẹ. Ra huggy người nhẹ này. Bây giờ Ồ, thì cái này chúng ta chiến thắng rồi. Chúng ta sẽ chiến đấu để chiến thắng nhỉ? Đúng rồi. Chà, làm sao mà thế thua được Đô nữa? Cố lên nào mình hơn hẳn một con huggy cầm cái 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 gì cái, uh... cái gậy cơ mà Đúng rồi. chà thắng rồi. rồi thắng chắc luôn yeah. chà nó đeo cái 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 đấy đằng sau cồng cành quá <laughs> bắn thì ra một cái tia rất là nhỏ thôi không à. phải là quá là mạnh ui ui bên bạn có ba con, con luôn ba con luôn em ơi chúng ta sẽ mua thêm một con này đó, đó. đó. chúng ta có bốn con luôn và chúng ta sẽ chiến đấu chà chúng ta có bốn con cơ mà Lên. Cố bắn lên nào, cố ơi. lên nào, hút ghi người nhận cố lên Ôi sao bên bạn chưa ngất, bên mình ngất rồi anh ơi Ôi, khỏe thế à Thôi xong rồi Không được rồi các Ô. em ơi Ui, 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 4 đánh 3 mà thua Hơi bị Tại vì là bên bạn ừ. có cái con hút ghi kia khá là khỏe các em ạ thế thì chúng ta sẽ chơi là 2 Hợp. đánh 3 Hợp nhất vô à, hả thế nhất Hay Tan Chà Ui, ra dạ, húc rồi Húc này cần cầm cả cái cái chậm bóng chày luôn à. Cái 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 gậy chày à không, cái này là cái gì? Chuy, chuy, chuy. Cái, chuy, cái, cái này là cái chùy rồi. Bây mình xem cái này vào nhá. Hay. Chà, ôi này. Dạ, ôi. con húc ghi cầm cung rồi, húc ghi một vàng cầm cung. Giống như cỏ kiểu Đúng không? Đúng rồi. Kiểu, kiểu cái con gì nhỉ? mà Pokemon đấy nhỉ? À, Pokemon. Ui, bây giờ 2 đánh 3 luôn. Chờ. Ôi, Có rút cái chùy ra chứ ôi. Ớ, đeo cái cung để làm gì đấy? Đeo để làm gì trong khi đeo. lấy tay đấm à? Đeo cái cung nhưng mà lại dùng tay để bắn trưởng như bạn này chỉ này. Chỉ làm màu thôi em ơi. Đeo cái chùy đằng <laughs> sau lưng nhưng mà dùng tay để đấm Đáng thế quá. thì đeo làm gì cho lặng ui. Cái bạn chơi đồ hình này hơi nhiều nha. Ôi sao bạn chơi đông thế? Rồi. 2 cân 4 luôn. 2 uhm. cân 4 ai bạn ơi có tắt cái gậy ra bốn. để đánh thôi hai cái bốn dùng gậy đi không thua bây giờ nó vừa ngớt một con rồi, thôi cô sao rồi thua cầm rồi gậy đi. trời ơi bên bạn còn lại nhiều được, quá lại được cái ông này nữa cầm cung nhưng mà lại, <laughs> lại bắn lại, đâu à lại không dùng cung à cũng không dùng cung hả dùng tay trời, trời ơi à, hình như là giống chiêu của những giống như người nhện game ạ bắn, ừ. bắn 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 ấy nhỉ à thế bây giờ hợp nhất này chà nào hợp nhất vô hợp nhất vô nha ồ yếu lắm hay chà ui Càng... rồi đây rồi ra cáp đây là cáp cái em đây? ơi cáp cầm cái cái đao cái chùy to thế cái này, này, giống như là cái gen um, cái gì đột biến đấy nhỉ oh đeo rồi. cái, cái cái gì ấy Khỏe nhỉ quá, cái, cái này ống nghiệm ấy là... không nhưng mà cái đây là cái gậy chùy rồi à thế à? ờ chị đấu nha là vẫn là hai hai đánh bốn đi cho nhưng mà vẫn dùng tay thôi trời ơi cáp là dù cám... có đeo đao hay là dù đeo kiếm thì vẫn dùng tay để bắn thôi Ui. Các bơi cố lên. Các bơi cố lên nha. Các bơi cố lên. Ui. Yeah, Ê, rồi. cuối cùng thì cũng đánh bài được bốn con người nhận của bên bạn rồi. <laughs> bên bạn có bốn con người nhận kinh quá. Bên bạn... Ui. Ôi. Bên bạn này, này có. Ơi. Bên bạn này như là chỉ chơi những con đấm đấm thôi, không có con bắn nhỉ? Oh, yeah. Bên bạn bây giờ là có thêm con hai con What? hút này, một à. con người nhận này. Để mình sẽ mua thêm đi. Mua thêm một cái Đấy, ra Và người nhận. Đấy. 3 đánh 3 cho nó cân bằng nhá chờ ba đánh ba cố lên nào. rồi Ôi. người nhận tiêu diệt rồi không bị tiêu diệt. diệt à không phải nhận bị tiêu diệt rồi không, không bị tiêu diệt không không chúng ta còn cáp chà húp còn phải chạy lại thì cáp đã bắn trưởng một phát là húp bị tiêu diệt luôn rồi. bên bạn tại không vì không chơi gì nhỉ con này là con cung à ờ tại sao con bên bạn như thế nhỉ Ồ, bên bạn không khác, khác gì mà bên bạn thua mà đúng không ờ không khác ơ ờ, mình thua hay bên bạn thua nhỉ bên bạn thua Thế là, chơi lại thử ừ. nào sao tại sao lại chơi lại cái màn này ta Tại sao lên. bên bạn thua cơ mà? Lên mà. Bên bạn thua, bên bạn thua. Bên bạn thua chắc mà nhờ. Tại sao mạng bên bạn lại đấy. không thêm nhân vật vào đi nhỉ chơi đúng cái nhân vật uh, bị thua trận là sao ta? Đâu xem nào. Đại đấy, ôi. Bây giờ đã có hai hoki cầm cung này và Ui, một con hoki màu vàng đẹp thế. Hoki màu, màu tím kìa. Xịn thế, xịn thế. Trời ơi. Chúng ta sẽ thử uh, chiến đấu luôn nhá. Ừ hay là mua thêm một mua thêm, đấy, mua thêm con húc ghi chứ cầm cung này. Đấy. thua đấy. Bốn đánh bốn đi. Bốn đánh bốn à? Đâu, đánh 5 à ừ, Ờ, bốn đánh 5 này. Đấy. Chà. Ây, có sáu luôn, luôn kìa. Lại có, có thêm con... một con húc ghi màu hồng nữa. Ôi. Ôi cố lên. Con này chứ. cần chùy chắc luôn rồi. Thôi xong. Rồi. Wow, con này có cái đằng sau đẹp lắm các bạn. À. Ừ. Quá là xịn luôn. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ mua thêm cáp này. thêm cáp. này. Mua thêm cáp này hợp nhất cả này. Hợp nhất bạn và... cho đấy, đấy rồi. Mình cũng đã Mình có tha lốt. hả? Con này là con hockey tha lốt nha. Không giống than tí nào em À có cái Búng tay là cái 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 căng tay cơ mà. Ừ. Không. Sao nó lại đeo cái quả gì sau à, kia? Mua, ôi, Mua thêm một con này thôi. Mua thêm con này à? Thế là hết luôn rồi, hết tiền luôn rồi. Bây giờ nó sẽ chiến đấu nhá. À 4 đánh 5. 4 đánh 6. Chắc là nó thắng thôi. Cha, chúng ta cũng có con như bạn rồi mà chúng ta lại có cả captain nữa cơ mà lại còn Cô có cả Captain nữa mà. thì bên bạn Cô không có cửa lên. Captain có lên mấy Cô con hút ghi cầm cung à thế này thì hút ghi cầm cung thì sẽ là cái nhân vật trong cái game uh, siêu hùng với cầm cung ấy nhỉ ui bạn đông thế các bạn lấy thêm hai con nữa Ôi, nó sẽ quá. mua thêm Nhưng mà này. chỉ là cấp thấp thôi Đúng rồi, chỉ cấp thấp thôi Mình sẽ mua oh yeah. thêm này Ôi, hết ừ. tiền Đó, mình cũng Đó mua là mấy là con đạo cấp đạo. thấp để đánh nhau <laughs> Rồi, hấp cung vào nhá ừ. Chà, chà đấy, Ôi, đây ui, rồi. Hợp nhất luôn nhỉ? Ra hai con 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 captain rồi. Ra hai captain rồi đấy, bắn lên nào đã. Ừ. Ây cha, cố lên là captain. Bên bạn làm cố, captain lên bên cố lên là <laughs> ta lốt. Thà lốt cố lên. Thà lốt tao lao cái. Thà lốt cố lên thắng ơi. Ê, húc ghi lốt game mà. ghi ta lốt, húc yeah. ghi captain. À thì ra cái game này là game húc ghi trong thân thể các nhân vật siêu anh hùng đúng rồi đó vô cùng ghê luôn ừ. bên bạn có gì không không có con gì hết Mua thêm một caption hợp nhất. Mua thêm một à uh, ừ. hợp nhất đó. Ờ. Bây giờ nó sẽ hợp nhất này lại nhá. Hợp nhất đi nào. Hey cha. Con gì đây. Sa. Dạ. Dạ. À dạ. con nó cơ chú hề đó cơ. Ờ chú hề, chú hề. Ô chú hề đeo cái gì đây? Đeo chú hề đeo hề. cái gậy, chú hề đeo cái gậy. Ừ. À chú hề là chú hề ảo thuật gia. Ừ. Có cái mũ trên đầu này. Được rồi. Được rồi. Rồi. rồi chiến đấu nhá. Chú hề ảo thuật gia. Chú đã ảo thuật gia một lửa rồi. Cố lên chú hề à. ơi. Ui, chú, chú bắn này. ra lửa các mà Chú bắn ra lửa, chú bắn ra lửa Đó, rồi Chú đã, chú đã tiêu diệt bên bạn rồi Wow, 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 wow. Bên cái bạn gì có đây? con gì đây các em đây ơi Đây là hút ghi gì các em Hút ghi cầm cái gì đây nhỉ không biết luôn. Hút ghi ninja Ninja. Nhưng mà một mà đánh ra đôi 4 5 người không có cửa không có Nhưng Nhưng mà xịn lắm, con Huy đó khá là xịn. Ờ, khá là xịn nha. Chúng ta sẽ tiếp giờ Huy thôi. Chúng ta sẽ tiêu diệt con Huggy đó nào chúng ta sẽ tiêu diệt ui, hay là nó tiêu diệt mình đây ui, 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 ui. thấy nó có vẻ khỏe nhá nó đang tụt máu không phanh thấy nó có vẻ khỏe phết đấy ui tụt máu không phanh nó, nó tiêu nó còn phải ui. nó có phải chạy lại nữa mà ui ui, ui. 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 mày yeah. Quá. chúng ui. ta còn một xíu máu thôi một tí nữa chúng ta thua đó rồi ui, suýt thua con Huggy ghi này ui, kìa. bên bạn đồng thế nhưng mà không sao, chúng ta cũng đâu không kém đâu. Đúng rồi. Ta chúng ta, sẽ chúng ta có con Joker mà. Mua thêm hai con này. À, mua thêm à. hai con Captain. Hợp nhất vào. Cứ đó, thế đó. là thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Chà. Cố lên. Cáp ơi, cố lên. Cáp ơi, cố lên. Cáp ơi, cố lên. Ơ, ờ, còn cáp nữa đâu. Thả lốt về phải thả lốt ơi, đất cố đất lên. lên. <laughs> chú hề ma quái cố lên. Rồi, không cần cố, chúng ta cũng giành chiến thắng. Rồi, chú hề ma quái quá là mạnh luôn ấy. Đúng rồi, chúng ta có những nhân vật rất là khỏe cơ rồi. mà. Rồi, bên bạn có gì không? Ui, xong rồi, bên bạn có hai thả lốt rồi. Hai thả lốt và, ôi, bên bạn, à không, bên bạn yếu hơn mình. không, Ai không? có hai con tha nốt là khỏe rồi hai con ơi. tha Lốt là khỏe hơn mình Sao nha yếu được mình chỉ có chú hề thôi chiến đấu nha chiến đấu nha hai con tha Lốt mà sợ chúng ta có chú hề cơ mà kìa kìa ui bây giờ có con con cáp nè ôi có hai con cáp luôn người nhện người ôi. nhện chứ hai con cáp đây là cáp à hai cáp ôi thôi rồi thua rồi wow. thế là anh nhật ừ. minh bảo là mình sẽ chiến thắng bên bạn yếu lắm không ngờ à, hai chú hề mạnh à, hai tha Lốt mạnh quá phải mua thêm đi. Tất nhiên rồi, tha Lốt là phải mạnh thêm. chứ. Mua thêm. Mua thêm hai Chúng con ta cũng phải lên tha nốt thôi. Đây rồi, rồi, Lên luôn này. Ui không không, không để à. đánh cho hai con lên nó đánh với nhau đi anh. Đây đó, cho cái em bé vào giữa đó, đó. cho em bé xuống dưới luôn đi. Đó, cho dưới luôn hả? Đó, đó đánh đánh Chưa? sẽ đối đầu hai con Thanos đối đầu với ừ. nhau ừ. các em nhé Rồi, thắng không? Thắng chắc luôn rồi. thắng chắc, tháng chắc dạ. luôn. Bên mình Thua có sao hẳn Joker cơ mà. Thua sao nữa? Thua sao nữa? Joker các bạn. Joker. Có lẽ đó Thanos của bên bạn ngân. Thắng trợ ơi. Yeah. bên mình có một xíu báo kem ạ à. mày quá ý tưởng là thua đâu ấy may là chúng ta vẫn thắng ui bên bạn cũng có chú hề bên bạn cũng có chú hề hai thà lốt hai lốt của y chang mình luôn không bên mình có con này mạnh hơn này ừ, nhưng bên bạn chỉ có khúc bây giờ cấp một thôi với giờ nhá nhất độ hay cho đấy Ôi, có gì đây? chúng ta đã có à? đấy là mà lại đây là hút ghi hút ghi trong arime arime à, nanuto nanuto và đây tên là nanuto kia mà chiến đấu nha bây giờ tha là là xưa rồi bây giờ phải la lút đây là oh, nó cầm cái 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 cái, cái 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 phi, phi tiêu của nó, phi tiêu của nó. Ôi giời La Luto có lên. Yeah! Jay! Yeah. La Luto thành này, chiến thắng ngay. Chú, chú hề lần đầu ra quân đã bị thua rồi. Ôi, bên bạn lại có thêm một nhân vật mới. Lúc nãy là Nanuto, ờ, bây, bây giờ là bây giờ là gì đây? Là Laluso. À, <laughs> bây giờ thì mình sẽ sử dụng La Luto để tiêu diệt Laluso nhá. Chào. <laughs> Chào. Chào, lại thì Laluso màu xanh. Ôi thôi rồi, Nanuto của chúng ta đã bị ngất. Laluso khỏe thế. Ui. không được. Ô lô khỏe cơ, quá. Joker cơ, có cơ lên, Joker cứ cơ, cơ lên. Sao? Joker ơi là Joker. Ờ, Naluso là... khỏe thật sự luôn á. Ui Naluso của mấy bạn khỏe lắm các em ạ. Bây giờ ta sẽ hợp cho nên nhá. La Luso thì cũng phải thua thôi. La Luso, Naluso này. naluso Naluso, Na hợp nhất vào này Úi trời ơi phải chưa? Mua thêm mấy chú này. À chúng ta hết tiền rồi các em ơi, không ừ. sao. Như vậy là chúng ta chắc là giành chiến thắng rồi các em ạ. À. Có La Luso, à nhầm La Luto cơ mà cố lên có cả nhìn nhận nữa, cố lên cố lên cố lên nhện, cố lên cố lên thắng chắc rồi thắng rồi ơi, thắng rồi thắng rồi nó còn phanh. phải chạy đến đúng rồi nó còn phải chạy đến yeah à, à, nhiều rất là đông luôn đấy nghe chừng sai sai ấy ô sao một nó chấm máu ấy. nữa các mẹ à. không sao sao trời ơi, phải mua phải mua thêm phải mua nó thêm còn một xíu máu nữa thôi là nó sẽ thua mà mua thêm mua, mua thêm, thêm. Ủa? hợp nhất rồi trời như thế à. này là thắng rồi thắng rồi thắng rồi chà không thể thua thế được không thể, không thể thua như thế được không thể thua thế được cố ai. lên ôi ui nó khỏe lắm nghe chừng sai sai ấy nhỉ ui ui không 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 cố lên Vậy là thắng được đấy. cố lên ui cố, cố lên ôi ai à, vẫn không thắng được em sao ơi. nó có thể khỏe như thế các em ơi trời không sao lần này ta quyết định phải mua thêm một chú nữa mua thêm uh, chú này mua thêm con đấy hả rồi, hợp, hợp nhất bạn. Rồi, đấy. đấy rồi nhất thế thì chúng ta sẽ Chào. thắng rồi hợp nhất luôn Joker vào nhá Hợp nhất luôn à Ai, để tập. cho khỏe nhá. Để đi. Ờ, Trời ơi, để cho khỏe mà không thua, thua mất. Rồi, cố lên. Cố lên. cố lên. cố lên. La Lucho, cố lên. La Lucho cố lên. La nhu cho cố lên. cơ cố lên. Đó, chúng cố ta lên. Cố lên. Cố lên Không à. sao, không sao. Ơi. Lốt trận này là chúng ta sẽ thắng được thôi. Ta sẽ mua thêm một người này đi. Ui, nó còn nó sắp sắp thắng rồi À, mua thêm được chú này. Ô mua được thêm chú à. Một chú thắng rồi. Cố lên. Cố lên, không thể thua thế Đúng được. Ơi, cố lên không lên thể thôi. thua thế được, không Ôi thể ơi, thua thế. ơi, đã ngất không rồi. Thế, thua... Ui, thắng rồi. Sao lần này lại khỏe hơn nhở Chà. Yeah. Như vậy là chúng ta đã tiêu diệt được Lalucho Chobolo rồi. Chúng ta chiến thắng rồi các em ơi. Các em ơi, như vậy là video hôm nay của chúng ta về Huggy trong thế giới siêu anh hùng và anime đã kết thúc rồi các nhá. Các em xem video thì nhớ là cho anh và Trương một like. Đăng ký kênh và một nút chia sẻ và bấm chuông bên dưới các em nha. Còn bây giờ thì Xin chào, chào tất kênh. cả các em.